Chào mọi người, là mình đây, lại đây. Ta da, trên tay mình đang là bộ hai quyển Trước Họa Chiến bản Lim và bản Thường ha. Thì đúng ra đúng rồi, mình mới quay trở lại với series này ha. Thật ra thì đây là một trong những tập mà mình nghĩ nó chính là cái bìa khá là đẹp mọi người. Theo mình đánh giá nha, chính là cái bìa đẹp nhất luôn. Và cũng là một trong những phần chuyện, các chuyện mà gọi là kịch tính nhất á. Thì hiện tại thì tới hiện tại diễn biến đang tới sự kiện nha. Đây này, thì cái sang hợp sư ha, tự xưng là Fushiguro ha, tức là cha của cha của anh nhiếm biển á mọi người. Thì đang tấn công thầy Gozo với Reto ha mọi người, là một trong những cháp chuyện khá là gây cấn. Và đặc biệt là cái bìa nó cũng khá là đẹp ha, đó chính là bìa của Reto Suguru ha, trong những bìa chuyện mình đánh giá là đẹp nhất hiện tại luôn. Ok, nhưng mà mọi người biết không, thật ra hay bản chuyện này khá là ế mọi người. Không phải là ế nha, mà là nó không có cháy hàng như các bản chuyện khác ha. Đây là một tín hiệu khá là mừng cho các bạn fan nha. Thật sự đấy, thì lúc mà mình ra mình mua mọi người, thì bản Lim vẫn còn khá là nhiều luôn ấy. Nhưng mà mình không có mua nha, tại mình đặt on đó mọi người. Nên mình chỉ đợi có tiền mình mua bản Thường thôi. Ta-da. Thì đây là bản Thường ha. Thì nói chung lần này cái sale khá là đẹp nha. Nó không có như cái sale lần trước ha. Nhưng mà cái phần gạt bo gốc của nó thì vẫn khá là tệ. Chấp nhận được thôi chứ không phải là tệ nha mọi người. Nó đang bị cong quẹo này, nó không có được hẳn ha. Cái bìa lần này thì thật sự quá xuất sắc luôn mọi người à. Về phần chất lượng thì mình nghĩ quay giấy này lần này khá là xịn nha. Nó không có bị nhám nhám như các tập trước ha. Chắc khá là kịch tính đấy, mình sẽ không boy đâu nha mọi người. Nhưng mà mình nghĩ mọi người nên tự mua để trải nghiệm ha. Chung chất lượng lần này khá là ổn. Đây ha, vẫn như cũ ha, vẫn là bìa cán mờ ha. Phần tiêu đề được in gập nổi lên ha, về cán bóng nha. Thì boy này có tên là Ngọc Chết ha mọi người. Sẽ gồm mình khá là gì đó, sẽ gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cháp ha. Không, cháp là cháp chính này. Ok, nói chung là khá là kịch tính ha. Về phần khói chuyện này thì mình cảm thấy lần này khá là ok. Bản Thường cầm đọc cực kỳ tốt luôn ha. Đó giờ rồi ha mọi người. Bản Thường của Tsukasen cầm chất lượng gần như là tuyệt vời đấy. Cầm khá là đã tay, kiểu cái khói chuyện nó mềm ấy, đọc khá là ok. Còn bán Lim để sưu tầm ha. Đây là OP đường này đây. Đường này phần gia công khá là tốt, không có gì để chê cả. Đây là bìa keo ha. Bìa keo là thầy Satoru này. Chuẩn bị in màu mực lên ha, khá là khó chịu. Ok, đây là full bìa đây. Bìa khá là đẹp nha. Giống như cũ ha mọi người. Ok, giờ tới phần quan trọng nhất đây, đó chính là bản Lim chúng ta ha. Phần gạc này thì là hình như là cái spotter của Fed vừa gọi thì phải, mình nhớ là vậy. Ok, bỏ sang một bên ha, ta cùng xem bản Lim nào. Hiện tại thì mai là mình thi mọi người, mình mong mọi người sẽ chúc mình thi tốt. Rồi, mình sẽ che địa chỉ nha, tại mình bị lỗi địa chỉ đâu ha. Ok, thì cuốn này về chung với cái bộ lịch phê game của mình đó mọi người. Đây này, bộ lịch để bàn ha, khá là đẹp. Thì cầm các cạc game ha.
ta-da. Wow, lần này nó không có bọc nhiều như lần trước ha, không có cái miếng giấy mềm ha. Thì đây ha, đây là bán liêu của mình đây. Bì liêu bên này khá là đẹp nha, tại cái bì nó đã đẹp sẵn rồi ha. Có thêm cái bì hiệu ứng metal light thì cực kỳ đẹp luôn nha. Bì bánh mì thì mình vẫn chưa được thấy ha, để mình xem. Ok, cái gì này hôm nay mình mới có thời gian để mình review luôn mọi người, có thời gian để đi mua ấy. Ta-da. Wow, cái sườn này nó hơi thịt quyển của mình nó hơi tàn nha. Này, cái sườn nó hơi xấu ha, nó không được như các bản khác nha, không được tốt cho lắm. Ok đây ha, sẽ khá là xấu so với các bản liêm mình từng nhận được ha. Ok, riêng phần liêm thì mình sẽ gạch ở trên nha, tại vì mình còn để cho cái xeo lại ấy. Ok, quá đã mọi người ạ. À, cảm giác bọc xeo là đã gì đâu luôn ấy. Ta-da. Wow, bì lần này cũng đẹp ha, kiểu như nó in khá là nét đó mọi người. Đây này, kiểu cận cảnh đấy. Ok đây ha, đây là quyển xem đây. Vậy đấy, bì khá là đẹp nha. Đây, đây chính là bìa Metalite đây, cực kỳ xinh ha. Thì nói chung là bìa bánh mì này khá đẹp ha mọi người. Nó kiểu nó khá là nghệ đấy, cũng được ha. Bìa bánh mì cũng vẫn bình thường ha, những không có gì đặc biệt ha, không có gì khác lạ ha. Nhưng mà ạc thì đẹp nha, vì ạc là cái ạc thiết kế riêng mà, vì sai riêng cho Việt Nam đó mọi người, nên cũng rất là đẹp xịn ha. Nói chung cũng khá là đẹp. Khá. Ok, vì phần bìa Metalite phần đặc biệt nhất đây, đó là bìa cực kỳ đẹp ha. Nhưng bạn nào chưa biết thì bìa Metalite cực kỳ bóng, nhưng mà không hề bị trái nha. Bạn có để ý không, chính là cái phần bìa Metalite ấy, khi mà nó bị lát vào ấy, nó sẽ không bị trái ra ngoài ha. Không bị trái, nó không bị trái như bìa bóng nha. Yeah, ví dụ như cái bìa bóng này đây, cái bìa này đây, thì chỉ ví dụ ha, chính là cái bìa nó mang dâu đây ha, khi mà lát vào ấy, nó sẽ bị trái như này đây. Đấy, mọi người thấy không, bởi nó bị trái vào cái dùng sáng không đây, nó sẽ không nhìn được cái avatar của nhân vật ha. Còn khi mà vô bìa lai ấy thì nó sẽ không bị trái nha, tức là nó vẫn bóng nhưng nó sẽ không bị trái, thấy không? Nó có trái nhưng mà nó sẽ không bị mất cái hình của nhân vật ha. Thế là điều đặc biệt mà bị Metalite làm được đấy, nó khá là đẹp. Chung là cái lý do gì vậy đây, thì có người thì hết bìa bóng, có người hết bìa không bóng ha. Thì bìa bóng đây là sự kết hợp hoàn hảo luôn ấy. Ok, chung bìa này khá là đẹp nha, bìa cực kỳ xịn ha. Đây, cực kỳ đẹp luôn, và là bìa bạc đó mọi người. Bạn nào mà hết bạc bạc hay cực kỳ giống mình thì cực kỳ thích đấy. Mình khá là thích cái bìa bạc sơn so với cái bìa màu vàng nha. Bìa này khá là đẹp luôn, siêu xinh ha. Ok, và phần chủ đạo của quyển liêm lần này thì là quyển màu cam ha, màu nâu cam ha, màu nâu đất mọi người ạ. À, đây thì vẫn là giấy C như bình thường ha. Chất liệu lần này cái hớ chuyện nó hơi bị mềm nha mọi người, nó không còn cứng như cái lần trước nữa. Lần trước thì mình mua các bản liêm lần trước ấy, thì cái hớ chuyện nó khá là cứng. Đây này, nó rất là mềm này. Wow, đặc biệt vậy, lần này khá là xịn ha. Đây chính là Fuji Fuyo đây. Ok, đây chính là bản liêm ha, không dám bán thử thôi, nhưng mà nó sẽ có thêm chữ liêm tịch edition ha. Đây, nhìn nó sẽ sang hơn ha. Ok, và một trang lót.
có cả trang màu đó mọi người à. Để mình xem qua bao nhiêu trang màu nha. Để mình dừng cái video đây nha. Ok, sau thời gian ngồi lướt thử thì mình tạm thời mình chưa thấy trang màu mọi người à. Vẫn chưa thấy trang màu nha. Nhưng bù lại thì lần này cái gọi là cái hoạt ảnh sao ta, cái hành động của nó khá là căng đấy mọi người. Tại tập này ơi có trang màu nè mọi người. Wow, có trang màu ơi. Có lẽ mình phải kiếm kỹ hơn một tí nha. Đây chính là trang màu chính đây. Chương 7 này, ngọc chết này. Giờ một tranh thôi hả? Ok. Mình nhớ bình thường phải từ 200 mà trở lên đấy. Cái xe khá là xịn ha. Ok. Tại mình chỉ tìm một trang màu thôi mọi người, chính là trang trang ở chương ở cái cháp chính đó mọi người, chính là cháp hoàng cháp cháp ngọc chết đấy. Thì diễn biến hiện tại thì là mình nghĩ là đang khắp bát chuyện quá khứ đó mọi người, kiểu lúc mà Satoru và và Geto đang nghi hành nhiệm vụ đó mọi người, bảo vệ một nhân vật ha. Thì mình cũng sẽ không boy đâu ha, nhưng mà nói chung thì cái kết thì cũng khá là buồn đấy. Thì nói chung là bạn nào xem thì sẽ cảm thấy khá là buồn ha. Ui xin lỗi mọi người. Thì nói chung là giấy xe rất bình thường ha, vẫn chất lượng vẫn như cũ ha, nói chung khá là ổn. Thì nói chung với mình thì đây là một cháp khá là đặc biệt đấy, đó chính là cái biển nó khá là đẹp ha. Thì tới đây là kết thúc nha mọi người, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người gặp lại ở video sau. Bye, I love you team, bye. Giờ mình là lại đây, bye.